chỉ một chút nữa thôi là xong rồi, xe của mình sẽ được lên đời. Cái gì mà cứng ngắc vậy nè? Ngoan, ráng chịu chút nha cưng. Kiểu này thì ngày mai mình sẽ là người chiến thắng. Có chuyện gì đây? Dạo này bán ế quá nên định chuyển sang sửa xe bơm hơi giá ép hả? Hai người nói đau quá gì hả? Ngày mai sẽ diễn ra một cuộc đua xe tay ga. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 100.000 rupee. Bạn có hai người tiến sĩ Jessica và Ga Sutaram nghe nói cũng tham gia để lãnh tiền ha. Phần thưởng trị giá 100.000 rupee hả? Vậy thì chúng tôi cũng sẽ tham gia cuộc đua này. Nghe nè anh bạn, nếu anh thắng được 100.000, tôi sẽ đãi anh ăn samosa miễn phí cả đời. Nhân đề á, anh làm gì có xe tay ga. Được ăn samosa miễn phí cả đời hả? Bách Lu ơi, mau nghĩ cách đi bạn hiền. Nếu tiến sĩ dự định tham gia cuộc đua ngày mai, nghĩa là ông ấy có một chiếc xe tay ga. Sáng kiến, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Sắp xong chưa anh bạn? Vậy là hoàn thành rồi đó Ga Sutaram. Nó đã sẵn sàng giúp chúng ta thắng 100.000 rupee. Ô thần linh ơi, ngày mai chúng ta sẽ có 100.000 rupee thiệt hả? Ôi thật là không thể tin được. Dù có kinh nghiệm 20 năm trong nhiều lĩnh vực, nhưng đây là lần đầu tiên tôi kiếm một hơi được 100.000 đó. Được rồi, hẹn ngày mai gặp lại nha tiến sĩ. Nhớ nha, ngày mai phải có mặt đúng giờ đó. Bách Lu, bây giờ tôi qua bên đó chôm chiếc xe. Còn anh á, qua bên kia đứng cạnh, thấy ổng quay lại la làng lên giùm tôi nha. Thiệt đạn tri, cứ lên nói chuyện 100.000 rupee là mình quên bơm bánh xe, bây giờ phải bơm thôi. Ủa, gì vậy? Sao tự nhiên cái đèn lại tắt? Mình nghe thấy có âm thanh phát ra từ chỗ nào trong nhà vậy ta? Mô Tú, anh đâu rồi Mô Tú? Phi công tự nhiên bay lên đó làm cái gì vậy trời? Xuống mau lên, chiếc xe chúng ta cần đang ở dưới này mà. Cũng tại anh hết đó, có giật ra thì cũng giật nhẹ nhàng thôi. Bây giờ đi về nè. Đừng có quên lời hứa đãi tôi ăn samosa miễn phí cả đời đó nha ông bán trà. Ô, thắng được cuộc đua này trước rồi hãy nói. Chiếc xe mà Motu và Bách Lu đang ngồi không hiểu sao khiến cho mình có một cảm giác thân thương quá. Tất cả các tay đua sẵn sàng. Là bọn đừng bắn tôi mà. Tôi không ăn cắp chiếc xe này đâu. Tôi không ăn cắp chiếc xe này, không có. Thần linh ơi, anh đang làm cái quái gì vậy? Đó là phát súng tín hiệu đã bắt đầu cuộc đua. Khẩn trương lên, đạp đi, mau đạp đi. Chuyện gì vậy? Không phải là đạp tôi mà là đạp xe để cho xe chạy kia kìa. Có chỗ nào để đạp đâu. Sáng kiến. Bách Lu, sao lại bỏ bạn bè như vậy? Trời ơi, anh mau chạy nhanh lên, mau lên, chạy như chưa từng được chạy đó. Tới đây mau. Sáng kiến. Cho anh cái này nè. Ê, thắng lại đi, chạy lố rồi. Đây là cuộc đua xe tay ga chứ không phải là thi marathon.
Alo tiến sĩ Jack, rốt cuộc ông đang ở đâu vậy? Người ta bắt đầu cuộc đua rồi kìa. Hashitarama, xe của tôi bị người ta trộm mất rồi. Ôi thần linh ơi, hèn gì tôi thấy chiếc xe của Motu và Batlu quen quen. Hóa ra nó là xe của ông. Hai người đó đang dùng xe của ông tham gia cuộc đua đó. Chuyện này không thể chấp nhận được. Ngăn họ lại nhanh, đừng để họ về đích. Nhưng mà họ đi xa lắm rồi. Ông mau tới đây đi. Thần linh ơi, Motu tăng tốc đi. Làm ơn tăng tốc giùm tôi cái đi. Tốc độ tối đa rồi, không thể nào tăng tốc được nữa. Hình như cái ghế ngồi phụ này chính là nguyên nhân làm cho xe không chạy nhanh được. Chúng ta tháo nó ra đi ha. Xong rồi. Trời, làm cái gì vậy? Sao anh đây? Mau tìm cách dừng chiếc xe đó lại đi. Chẳng này làm sao đây? Anh làm như tôi có một cái điều kiện từ xa vậy đó. Gashitaram, ông phụ tìm chiếc xe của tôi nha. Chừng nào thấy chiếc xe của tôi chạy tới, chúng ta sẽ nhảy lên đó. Ôi thần linh ơi, làm sao chúng ta nhảy lên được chứ? Từ vị trí này, chúng ta chỉ có thể nhảy xuống mà thôi. Anh đúng là đồ ngốc. Ý tôi là nhảy lên trên chiếc xe. Tôi thề với anh Gashitaram, một khi tôi lấy lại chiếc xe của mình thì hai tên Motu Batlu đáng ghét đó sẽ nhận một bài học nhớ đời. Sáng kiến, nhấn cái nút này. Nhảy nha. Sắp được rồi. Xe của tôi. Được rồi. Nếu như tôi đoán không lầm thì khi nhấn cái nút này, chiếc xe của chúng ta sẽ chuyển sang chế độ phóng nhanh như tên lửa luôn. Ôi thần linh ơi, có chuyện gì vậy nè? Mém chết. Mau chạy đi. Tôi vốn đã chạy như điên rồi, vậy mà không còn chứ tôi chạy nữa là sao? Cứ chạy đi, chạy qua trái, qua phải, chạy tới, chạy lui. Nói tóm lại thì bây giờ chúng ta phải chạy tới chừng nào? Ông đừng có hành xác tôi. Gashitaram, tôi đã gắn một quả bom có thể phóng ra như tên lửa vào ghế phụ. Tôi cứ tưởng là như vậy sẽ giúp chúng ta nhanh chóng bay đến đích. Ai ngờ bây giờ cái tên lửa nó quay lại rồi sát chúng ta. Với kinh nghiệm trên 20 năm trong nhiều lĩnh vực của tôi thì... Gashitaram, chúng ta sắp được đến bên các thần linh đúng không? Nhìn tạo hình của hai chúng ta bây giờ thì chắc là đúng rồi đó. Cảm ơn thần linh. Gashitaram, chúng ta vẫn còn sống đây nè. Cái thứ trắng trắng này chỉ là thuốc súng từ quả tên lửa mà thôi. Ôi thần linh ơi, cứu chúng tôi. Motu, anh hãy mau nghĩ cách đi. Với tốc độ này thì chúng ta sẽ thua mất. Nói bụng là tôi không thể nghĩ ra cái gì hết trơn hết nội. Anh tự nghĩ cách gì đó đi. Sáng kiến, tôi sẽ nhấn một trong các nút còn lại. Biết đâu trong số này có một nút giúp chúng ta lao đi như bay thì sao? Cứu tôi. Chuyện này là sao đây hả? Anh vừa mới nhấn cái nút gì vậy bắt luôn? Tự nhiên leo lên trên đó làm cái gì vậy Motu? Cuộc đua đang diễn ra ở dưới này mà. Nhấn thử cái nút khác coi. Đưa cho tôi lái. Anh ra ngồi sau đi. Khỏi cho lái nữa. Có ai nói với anh là anh lái lụa dữ lắm không? Còn cái nút này thì sao đây ta? Biết đâu nó sẽ làm. Ê, phải, anh được như ý rồi. Bây giờ xe đã trở thành một con ngựa luôn á. Ê,
Oh, tôi đã tìm được cái nút cần tìm. Bây giờ chúng ta sẽ lao đi với tốc độ tên lửa đó nha. Thần linh ơi, với kinh nghiệm 20 năm trong nhiều lĩnh vực, tôi chưa từng gặp phải chuyện này. Thằng lại đâu, thằng xài đồ nổi à, chúng ta đã kém đích rồi mà. Và người giành chiến thắng trong cuộc đua hôm nay chính là ông bán trà bạn tôi. Cảm ơn mọi người. Chuyện này là sao chứ? Rõ ràng chúng tôi về đích trước mà. Đây là một cuộc đua xe tay ga. Nhưng mà nhìn thử coi hai người đã lái cái gì về đích hả? Không có bánh xe, không có ghế ngồi, không có gì hết. Chỉ có cái tay lái này thôi. Cái này không thể tính là xe tay ga được đâu. Không, 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 không. Làm ơn trao phần thưởng cho chúng tôi đi. Hai người muốn có phần thưởng như vậy? Bây giờ chúng tôi sẽ cho hai người thêm một phần thưởng xứng đáng. Đứng lại, mau đứng lại cho tôi. Hai người sẽ biết hại tôi. Nóng kiểu gì mà như muốn giết người vậy trời. Dạ màng quá. Hướng được cá sô luôn nè. Coi bộ không xong rồi. Chúng ta phải bổ sung nước cho cơ thể thôi. Để tôi đi rót cho. Nhanh lên đi bắt luôn, tôi sắp chết khô rồi nè. Ê, chịu chảy ra chưa cái vòi này. Ra rồi. Chỉ có nhiêu đây. Chỉ có nhiêu đây thôi hả? Thì chỉ có nhiêu đó thôi. Anh đâu có nói là phải rót bao nhiêu nước. Mà trong nhà cũng chỉ còn chừng này thôi. Đây là cái nhà gì vậy? Quạt thì như đuổi rồi. Cả miếng nước cũng không có nữa. Chuối không? Bây giờ tôi ra ngoài buôn cây kem ăn đây. Còn anh ngồi đây chịu đóng tiếp đi hả? Bực tội. Mua chục cây kem mát về ăn đi bà con cô bác. Cho tôi hai cây kem. Hai cây hả? Nhưng anh muốn ăn hai cây nào? Chọc gan nhau hả? Mau lấy kem đi. Bình tĩnh đi. Ý của tôi là anh muốn ăn cái vị nào? Trời đã nóng rồi mà anh còn làm cho tôi phải căng não ra nữa hay sao? Cho tôi hai cây kem sô-cô-la. Hai. Hả? Đây nè, phải nói sớm chứ. Cầm lấy, nửa nè. Chưa đủ. Nửa nè. Gì đây? Kem của tôi đâu mất tiêu rồi. Chảy hết rồi. Trời nóng bức như thế này, ai biểu mua sao không chịu ăn liền, chảy là phải. Đám mây đen vô tích sự kia, chẳng lẽ người tồn tại chỉ để trưng đẹp thôi hả? Mau cho mưa xuống đi chứ. Nếu không chịu đổ mưa xuống thì ngươi còn trường mặt ra đây để làm cái gì nữa? Biến khuất mắt ta bao. Tên sức sượt nào mới chửi ta đó? Ta chính là mây vua. Mây vua. Ngươi cả gan sĩ giả ta hả? Nếu hôm nay ta tha cho ngươi thì mây vua còn thể diện gì nữa chứ? Gì đây? Tấm lòng của mình đã cảm động các thần linh. Cuối cùng thì trời cũng chịu đổ mưa rồi. Cảm ơn nhiều nha anh bạn mây. Chuyện này rốt cuộc là sao đây ta? Tại sao mưa chỉ rơi xuống đúng chỗ của mình thôi vậy? Mưa kiểu gì kỳ cục vậy? Thần linh ơi, trời nóng như đổ lửa vậy mà mưa chỉ rơi xuống chỗ của Bô Tu. Chắc là tiến sĩ Chách Cà đã cho anh mượn thiết bị gì đó mà ông ấy mới sáng chế phải không? Cho tôi vô ké với. Mấy bữa nay trời ơi bất kinh khủng luôn. Tôi sắp chết khô rồi. Thần linh ơi, thật là sảng khoái quá. Chờ chút anh bạn cho tôi tham gia với. Mấy người làm cái gì vậy hả? Tôi đâu phải xe lửa đâu mà muốn lên là lên. Xuống bao. Xuống. Tiếp theo là chút ánh sáng. Mày vua thuộc dài lắm mà nha. Chạy đi, còn muốn sống thì chạy đi Bô Tô ơi. Anh bạn bay ơi, tôi thấy vụ này anh làm hơi quá rồi đó. Người ta mới chửi có mấy câu thôi mà làm gì dữ vậy. Chạy xe đạp cho nhanh. Chạy thoát thân, hết tốc lực luôn nè. Để coi đám mày này đuổi theo mình được đến đâu. Mình lại qua bên trái nè, mình lách qua bên phải nè. Qua trái nè, qua phải nè. Thần linh ơi, mày gì mà da như đĩa vậy? Luôn quyết đánh theo mình đến cùng luôn kìa. Kiểu này không biết tám kiếp nữa nó có chịu tha cho mình hay chưa.
Có chuyện gì mà sợ dữ vậy? Giữa ban ngày ban mặt được nói là anh nhìn thấy mà nghe. Tôi đang bị một đám mây kỳ quái đuổi theo, nó cứ trút nước xuống không chịu để cho tôi yên. Chắc hôm nay trời nóng quá nên anh bị quan tưởng. Tôi không có quan tưởng, đó là sự thật mà. Có đám mây nào lại biết đuổi theo con người chứ? Thì đám mây này nè. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Thì ra anh nói thật hả? Chuyện này là sao vậy? Anh mau nghĩ cách gì đi. Hãy bụng đói là tôi không suy nghĩ được cái gì hết trơn hết rồi á. Anh cho tôi biết bánh sa bô sa mau. Mày dở là lúc nào mà còn nghĩ lấy chuyện ăn. Lửa tôi không. Ta chính là mây vua. Là mây vua. Mau chạy vô trong nhà trốn thôi, nếu không nó xử đẹp mình vậy. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại hớt hớt hả chạy về nhà như vậy? Mình phải núp qua bên này. Mà thôi. Chỗ này mới là chỗ an toàn nhất nè. Nó có đang đuổi theo mình không ta? Đẩy nắp cho chắc. Sao lại phải chui vô trong đó chứ? Mà nói cho tôi biết đi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Tôi nhớ, phải làm sao bây giờ đây? Anh không thể hiểu được đâu. Lúc nãy ra ngoài tôi lỡ đụng chạm một đám mây điên rồ. Vậy là nó liền đuổi theo tôi, nhìn rất là dữ tợn đó. Nó cứ trút nước xuống người tôi, nhìn quần áo tôi nãy ướt nhem rồi. Làm sao lại có chuyện đó được? Mà sao lại để yên cho nó như vậy? Bây giờ tôi sẽ ra ngoài đó cho nó một bài học nhớ đời. Nhất định là nó sẽ tởn tới già. Xuất hiện đi, đứa nào dám ăn hiếp mô tu bạn ta, mau xuất hiện đi, ra đây mau. Mình có thấy cái tên điên nào ở xung quanh đây đâu chứ? Ngươi đang tìm ta hả? Thần linh ơi, thần linh ơi, cái vụ gì đây? Cái này đúng thiệt là một đám mây. Thì ra anh không có nói xạo. Bây giờ tính sao đây? Đã nói là khi đói bụng tôi không hề nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á. Nghĩ cách gì để bắt luôn. Sáng kiến. Đi chậm lại một chút đi em yêu à. Nếu tôi bị nhận ra thì sẽ tiêu đó. Kiểu này mà còn bị nhận ra mới lạ. Cha nội kia đi đứng kiểu gì không biết nữa. Bên kia có trai lạ đang nhìn kìa anh Mô Tu. Đi không nhìn đường nhìn tôi chi trời. Lượn lờ nãy giờ mệt rồi đó nghe. Tôi thèm ăn sa mô sa quá à. Mà đám mây kỳ quái đó không biết còn bám theo tôi nữa không hả? Tên đó đâu mất rồi? Nói nào ngay thị trấn Phú Cư đi để khắp nơi rồi. Hắn ở đâu? Thấy rồi, phải cho hắn một trận mưa đã. Chạy đi bắt đâu ơi, chạy mau. Không thấy tôi đang chạy trốn chết hả? Còn muốn tôi chạy kiểu nào nữa? Có gì từ từ nói, sao lại đánh lén sau lưng ta vậy? Ôi anh giỏi quá Bách Lưu à. Anh kiếm đâu ra một đóa hồng mỹ miều như vậy hả? Em ơi, em tên gì? Cho anh nhìn mặt em một chút đi. Thôi mà đừng có mắc cỡ. Quay qua đây đi nè. Đừng ngại mà, cho anh nhìn mặt em đi. Mà tôi, anh đi chuyển giới hồi nào vậy hả? Tôi ăn mặc như vậy để tránh một đám mây điên rồ á. Từ nãy tới giờ nó cứ bám theo tôi khắp nơi và trút nước xuống người của tôi nè. Còn gián sát đánh tôi phải chạy đi đâu chứ? Tôi phải làm sao bây giờ đây? Chuyện ngớ ngẩn này là sao đây? Mây thì làm sao có thể bám theo con người được? Ôi thần linh ơi, anh ấy nói thật, tôi cũng nhìn thấy nó. Đây chính là sự thật, ông mau nghĩ cách giúp nàng ấy đi. Kashitaram, thì ra mọi người nói thật. Người ăn hiếp bạn của ta hả? Ta sẽ cho cô biết tội. Thần linh ơi, cầu thần linh phù hộ cho con. Ôi thần linh ơi, giờ này mà ông định hút bụi, đợi ông hút xong mình tiêu luôn rồi. Gì đây? Ngươi đang làm gì ta đó? Vậy là đã giải quyết xong rồi. Giỏi quá đi. Cũng đâu có gì đáng sợ đâu.
Hôm nay không xin lỗi ngài hết, xin hãy tha thứ cho tôi. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một sai lầm nhỏ của tôi, tôi sẽ không tái phạm sai lầm này nữa. Dám suy nghĩ như ta? Xin hãy tha cho chúng tôi, hãy tha cho chúng tôi, hãy tha cho chúng tôi, hãy tha cho chúng tôi đi, hãy tha cho chúng tôi đi mà. Chạy đi bắt luôn, chạy đi. Không ai có thể thoát sau khi dám cả gan mạo phạm mây vua vĩ đại. Bảo đâu, hãy đuổi bảo lên đi. Của người sức lão kia, đừng hòng thoát. Đừng hòng thoát. Tôi không mau chạy đi. Tôi nghĩ thế nào rồi. Đuổi tay ta. Cái tên này là mây vua mà sao rảnh quá trời vậy. Của người sức lão kia, đừng lại cho ta. Cảnh sát trưởng ơi! Ủa? Cảnh sát trưởng ơi! Cảnh sát trưởng! Cứu với! Mau cứu chúng tôi với! Có một đám mây đen đang dí chúng tôi chạy hụt hơi. Anh mau lập biên bản ha, bắt nó về đồn đi, hay là tống cho tôi cũng được. Xin thề với tổ quốc thân yêu, xin thề với quê cha đất mẹ, không cần lo đám mây nào, nó ở đâu, nói cho tôi biết đi. Từ trước tới nay không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chim cung này, nghe rõ chưa? Không một ai hết. Nó tới rồi, chạy đi mất luôn ơi. Sao hai anh phải hối hả chạy như vậy hả? Đã nói không có gì phải sợ mà. Từ trước đến nay không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chim cung này, nghe rõ chưa hả? Không ai hết. Nói cho tôi biết đám mây đó đang ở đâu hả? Nó đang ở đằng sau lưng anh kìa, nhưng mà đừng nhìn ra phía sau. Tôi muốn cứu hai tên này hả? Bố tu, tôi nghĩ là không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đám mây này. Không ai hết, không một ai hết. Có nghĩa là chạy mau. Sao ngày còn dám chọc giận mây vua nữa hả? Thôi mau, thôi mau, mau trả lời đi. Có ai dám chọc giận mây vua nữa không? Trả lời đi. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Đây là đâu? Giờ tôi là ai? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ngủ mà cứ la lối sùm như bị ai truy sát vậy, nên tôi mới lấy nước tưới lên mặt cho anh tỉnh. Trong mơ là do đám mây đen đó, nhưng trong thực tế anh mới chính là người trúng đích, là người của tôi. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu, bắt luôn à. Bình tĩnh lại đi, mô tu. Anh bị cái gì vậy? Đám mây đen này nhìn quen quen, giống hệt như đám mây trong giấc mơ. Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ, Mô Tu? Không, không thể, không thể như vậy.